Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả 12 thiên của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào thiên thứ 13. Thiên 13, Dụng Gián. Phạm Hưng sưu thập vạn, xuất binh thiên lý, bách tính chi phí, công gia chi phụng, nhật phí thiên kim, nội ngoại tao động, đãi ư đạo lộ, bất đắc thao sự giả. Thất thập vạn gia, tương thủ sổ niên, dĩ tranh nhất nhật chi thắng, nhi ái tước lộc bách kim, bất chi địch chi tình giả, bất nhân chi trí giả, phi nhân chi tướng giả, phi chúa chi tá giả, phi thắng chi chúa giả. Cố Minh Quân hiển tướng, sở dĩ động nhi thắng nhân, thành công xuất ư chúng giả, tiên chi giả. Tiên chi giả, bất khả thủ ư quỷ thần, bất khả tượng ư sự, bất khả nghiệm ư độ, tất thủ ư nhân, chi địch chi tình giả giả. Cố Dụng Gián hữu ngũ, hữu hương gián, hữu nội gián, hữu phản gián, hữu tử gián, hữu sinh gián. Ngũ gián câu khởi, mạc chi kỳ đạo, thị vị thần kỷ, nhân quân chi bảo giả. Hương gián giả, nhân kỳ hương nhân nhi dụng chi. Nội gián giả, nhân kỳ quan nhân nhi dụng chi. Phản gián giả, nhân kỳ địch gián nhi dụng chi. Tử gián giả, vi cuống sự ư ngoại. Lệnh ngô gián chi chi, nhi truyền ư địch gián giã. Sinh gián giã, phản báo giã. Cố Tâm Quân chi thân, mạc thân ư gián, thưởng mạc hậu ư gián, sự mạc mật ư gián, phi thánh trí bất năng dụng gián, phi nhân nghĩa bất năng sử gián, phi vi diệu bất năng đắc gián chi thực, vi tai, vô sở bất dụng gián giã, gián sự vị phát, nhi tiên văn giản, gián giữ sở cáo giả giai tử. Phàm quân chi sở dục kích, thành chi sở dục công, nhân chi sở dục sát, tất tiên chi kỳ thủ tướng, tả hữu, yết giả, môn giả, giá nhân chi tính danh, lệnh ngô gián tất sách chi chi. Tất sách địch nhân chi gián, lai gián ngã giả, nhân nhi lợi chi, đạo nhi xá chi, cố phản gián khả, đắc nhi dụng giã. Nhân thị nhi chi chi, cố hương gián, nội gián khả đắc nhi sử giã, nhân thị nhi chi chi, cố tử gián vi cuống sự, khả sử cáo địch, nhân thị nhi chi chi. Cố sinh gián khả sử như kỳ, ngũ gián chi sự, chúng tất chi chi, chi chi tất tại ư phản gián, cố phản gián bất khả bất hậu giã. Tích ân chi hưng giã, y doãn tại hạ, chu chi hưng giã, lã nha tại ân. Cố Duy Minh Quân hiển tướng, năng dĩ thượng trí vi gián giả, tất thành đại công. Thử binh chi yếu, tam quân chi sở thị nhi động giã. Dịch nghĩa: phàm giấy binh 10 vạn, đem quân đi xa ngàn dặm, những phí tổn mà trăm họ và công quỹ phải gánh chịu mỗi ngày tiêu tốn ngàn vàng, tiền tuyến hậu phương đều chấn động không yên, dân phu cũng phải bôn ba nhọc nhằn, có đến 70 vạn hộ không thể tập trung sức lo việc chính của mình là canh tác làm ăn. Đôi bên chống chọi nhau mấy năm để tranh một ngày chiến thắng, nếu mỗi bên tiếc tước lộc và tiền của, không chịu trọng dụng gián điệp để dò xét tình hình địch, do đó thất trận, thì đó là sự bất nhân cùng cực. Hạng người như thế không thể làm tướng lĩnh chỉ huy quân đội, không đáng làm kẻ phò tá cho quốc gia, cũng chẳng phải là người quyết định thắng lợi. Vua sáng suốt, tướng hiền lương, sở dĩ xuất quân là chiến thắng, thành công hơn người là nhờ biết trước tình hình địch. Muốn biết trước tình hình địch, không thể cầu xin quỷ thần, không thể dựa vào ước đoán, không thể dùng độ số vận hành của trời, trăng, sao để kiểm chứng, mà phải dùng người, phải khai thác từ những người nắm được tình hình địch. Có 5 phương thức dùng gián điệp là hương gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Sử dụng đồng thời 5 phương thức này sẽ khiến kẻ địch không thể biết quy mô dùng gián điệp của ta. Đây là phương pháp sử dụng gián điệp thần diệu khó đoán, là pháp bảo thắng địch của nhà vua. Hương gián là sử dụng người dân, dân làng ở nước địch làm gián điệp. Phản gián là sử dụng gián điệp của địch làm gián điệp cho ta. Tử gián là tạo ra tình báo giả, rồi thông qua gián điệp của ta cài ở bên địch mà chuyển cho gián điệp của địch, khiến kẻ địch bị lừa. Một khi sự việc bại lộ, gián điệp của ta khó bể, thoát chết. Sinh gián là người mà ta phải đi thám thính, có thể sống sót trở về báo cáo tình hình địch. Cho nên trong quan hệ mật thiết với quân đội, không ai mật thiết hơn gián điệp, không ai được hậu thưởng hơn gián điệp, không có việc nào bí mật hơn việc dùng gián điệp. Không thông minh tuyệt đỉnh thì không thể sử dụng gián điệp, không nhân từ khẳng khái, không thể chỉ huy gián điệp, không suy tính tinh tường sâu xa thì không thể phân biệt tin tức gián điệp cung cấp là thật hay giả. Vi diệu thay, thời nào, nơi nào cũng có thể sử dụng gián điệp.
công tác gián điệp còn chưa tiến hành mà công việc đã bị tiết lộ, thì cả gián điệp lẫn kẻ biết được bí mật ấy đều phải đem giết. Phàm cần đánh đạo quân nào, cần chiếm thành nào, cần giết kẻ nào của địch, ắt phải biết trước họ tên của chủ tướng, tay chân thân tín, kẻ truyền tin, kẻ gác cửa, khách khứa là ai, phải lệnh cho gián điệp của ta dò xét cho tường tận. Địch kẻ nào cũng phái gián điệp sang dò xét quân ta, ta cần phát hiện gián điệp của địch, mua chuộc, khoản đãi, dẫn dụ họ, sau đó thả họ trở về. Như vậy là ta sử dụng được phản gián. Thông qua phản gián hiểu được tình hình địch, thì hương gián, nội gián cũng sẽ phục vụ cho ta. Thông qua phản gián hiểu được tình hình địch, thì có thể dùng tử gián chuyển tình báo giả cho kẻ địch. Thông qua phản gián hiểu được tình hình địch, thì có thể dùng sinh gián ấn định trước thời gian trở về, báo cáo tình hình địch. Sử dụng 5 loại gián điệp, người đứng đầu đất nước phải biết và nắm vững. Biết được tình hình này hay không là nhờ sử dụng phản gián, cho nên không thể không thưởng cho phản gián thật hậu. Xưa nhà Ân mạnh lên là nhờ Y Doãn làm gián điệp vào bên nhà Hạ, hiểu biết nội tình nhà Hạ. Nhà Chu mạnh lên là nhờ Lã Nha làm gián điệp ở bên nhà Ân, hiểu hết nội tình nhà Ân. Cho nên vua sáng suốt, tướng hiền là phải biết dùng người thông minh siêu việt làm gián điệp thì nhất định sẽ thành công lớn. Đây là công tác trọng yếu trong việc dùng binh. Toàn bộ quân đội dựa vào tình hình địch do gián điệp cung cấp mà quyết định hành động quân sự. Tóm tắt nội dung. Thế này chủ yếu bàn về tính chất quan trọng của việc sử dụng gián điệp trong chiến tranh, tiến hành dò xét chiến lược tình hình địch, xác định các loại gián điệp, đặc điểm và phương pháp sử dụng gián điệp. Tôn Tử chủ trương, người chỉ đạo chiến tranh ắt phải biết người biết ta. Muốn biết người, điều quan trọng là biết chính xác tình hình địch, hiểu rõ, nắm chắc tình hình quân sự và chính trị của đối phương. Mà muốn đạt mục đích ấy thì quan trọng nhất là sử dụng gián điệp, tiến hành trinh sát chiến lược. Tôn Tử vạch rõ, so với chi phí rất lớn của chiến tranh, thì việc sử dụng gián điệp là tốn kém nhỏ mà hiệu quả lớn, cho nên phải tích cực sử dụng. Còn nếu tiếc tiền của tước lộc, coi nhẹ công tác gián điệp, nhắm mắt hành động, dẫn đến thất bại, thì đó là sự bất nhân cùng cực. Trên cơ sở luận chứng tầm quan trọng của việc sử dụng gián điệp, Tôn Tử đưa ra nguyên tắc và phương pháp thực thi trinh sát chiến lược. Ông chia gián điệp làm 5 loại: hương gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Phân tích cụ thể đặc điểm và công dụng của từng loại. Ông chủ trương sử dụng đồng thời cả 5 loại, trong đó lấy phản gián làm chính, với 3 nguyên tắc quan hệ mật thiết, trọng thưởng thật hậu và bí mật tuyệt đối. Đồng thời nêu ra 3 điểm, trí tuệ, nhân nghĩa, vi diệu, để phát huy uy lực của việc sử dụng gián điệp. Cuối cùng, Tôn Tử nêu ví dụ thành công trong lịch sử, từ đó tiến tới khẳng định địa vị và ý nghĩa của việc sử dụng gián điệp. Minh quân hiền tướng, sở dĩ động nhi thắng nhân, thành công xuất ư chúng giả, tiên tri giả. Vua sáng suốt, tướng hiền lương, sở dĩ xuất quân là chiến thắng, thành công hơn người là nhờ biết trước. Vi Lý Khoan dùng gián điệp diệt trừ tướng địch. Cuối thời năm Bắc Triều, Bắc Chu Võ Đế Vũ Văn Ung chỉ muốn thôn tính Bắc Tề, thống nhất Trung Nguyên để cho danh tướng Vi Lý Khoan trấn thủ đất Ngọc Bích trọng yếu, chờ cơ hội tiến công Bắc Tề. Vi Lý Khoan biết ưu ái thuộc hạ, giỏi dùng người, giỏi sử dụng gián điệp thu thập tình báo. Ông phải gián điệp thâm nhập Bắc Tề, mua chuộc được nội gián để họ hết lòng vì ông. Vì thế, có sự việc nào quan trọng xảy ra ở Bắc Tề, ông đều kịp thời hay biết. Danh tướng Bắc Tề là Học Luật Quang, anh dũng thiện chiến, lập nhiều chiến công. Tháng 9 năm 569, quân Bắc Chu tiến đánh Nghi Dương, Học Luật Quang đem 3 vạn quân cứu viện, đánh lui quân Bắc Chu. Học Luật Quang sợ Vi Lý Khoan từ Ngọc Bích tiến công Bình Dương, nên tăng cường phòng thủ Nghi Dương rồi trở về phương Bắc. Năm 571, Học Luật Quang xây dựng 13 thành ở Bắc Lâm Phần, trong vòng 500 dặm đất. Vi Lý Khoan từ Ngọc Bích đem quân tiến công, bị Học Luật Quang đánh bại. Cũng năm đó, Bắc Chu cho quân đánh 9 thành ở Nghi Dương. Học Luật Quang đem 5 vạn quân cứu viện, đánh lớn với quân Bắc Chu ở chân thành Nghi Dương, thắng to, lấy lại 4 thành, bắt hơn ngàn người, rồi kéo quân trở về. Vi Lý Khoan vô cùng lo lắng, tính cách loại trừ Học Luật Quang. Ít lâu sau, có gián điệp về báo. Sau đại thắng ở Nghi Dương, Học Luật Quang trên đường trở về, nhận được lệnh của hậu chủ Bắc Tề là Cao Vũ, bảo ông cho binh sĩ giải tán. Học Luật Quang nghĩ rằng, binh sĩ chưa được ban thưởng, bèn một mặt bí mật gửi biểu về hậu chủ, xin phái sứ giả đến Úy Lạo, một mặt kéo quân trở về. Nhưng hậu chủ Cao Vĩ chậm trả lời, Học Luật Quang kéo quân về, ngay một gần kinh đô, mà vẫn chưa thấy sứ giả tới, đành tạm cho quân dừng lại đợi lệnh. Hậu chủ thấy Học Luật Quang kéo quân về gần kinh đô thì hoảng sợ, vội phái sứ giả ra tuyên đọc chỉ dụ ban thưởng công lao, giải tán quân sĩ, để Học Luật Quang vào triều.
mấy tháng sau thì phong cho Hậu Luật Quang làm tả thừa tướng. Lại có gián điệp về báo, Hậu Luật Quang rất căm hận hai viên sủng thần của hậu chủ. Một tên gọi Tổ Đĩnh từng phạm tội bị chọc mù hai mắt, sau Cao Vĩ lên ngôi lại sử dụng Tổ Đĩnh làm thượng thư hữu bộc dạ, quyền hành rất lớn. Nay Hậu Luật Quang làm tả thừa tướng, Hàm Dương Vương rất căm ghét Tổ Đĩnh. Tổ Đĩnh biết Hậu Luật Quang căm ghét mình, bèn mua chuộc người hầu cận của Hậu Luật Quang và hỏi người ấy: "Có phải tả thừa tướng ghét ta lắm phải không?" Người ấy đáp: "Sau khi quan thượng nhận chức, tả thừa tướng đêm đêm thường thở dài, nói: người mù cầm quyền trong triều, quốc gia sắp diệt vong đến nơi rồi." Viên sủng thần thứ hai là Mục Đề Bà, con trai của Nhũ Mẫu Cao Vĩ. Mục Đề Bà từng cầu hôn với con gái của Hậu Luật Quang, bị ông cự tuyệt thẳng thừng, vì ông coi hắn chỉ là hạng tiểu nhân đắc ý. Một lần trong triều, Cao Vĩ đem đất tốt ở Tấn Dương dâng cho Mục Đề Bà. Hậu Luật Quang hiền phản đối: "Số dụng đất ấy vốn là nơi trồng lương thảo, nuôi mấy ngàn chiến mã để chuẩn bị, khi cần là có ngay, nay đem thưởng cho Mục Đề Bà thì sẽ hại cho quân vụ." Vì lẽ đó, Tổ Đĩnh và Mục Đề Bà đều căm hận Hậu Luật Quang. Vì Lý Khoan nắm được tình hình ấy, cho rằng đã có kẽ hở để lợi dụng, bèn nghĩ ra câu: "Cao sơn bất thôi tự băng, khôi mộc bất phủ tự cử." Ý là vua Bắc Tề họ Cao, tức Cao Vĩ, sẽ bị lật đổ. Hậu Luật Quang, chữ Hộc cùng bộ mộc đi với chữ Hộc thành chữ Khôi, sẽ xưng đế, rồi phải gián điệp đem câu đó sang gieo rắc bên Bắc Tề. Tổ Đĩnh nghe được câu này thì cả mừng, bèn nghĩ thêm vài câu chửi mình và chửi mẹ của Mục Đề Bà, điền vào câu trên, rồi cho trẻ em hát như đồng dao ngoài đường. Mẹ của Mục Đề Bà là Nhũ Mẫu của Cao Vĩ, điều khiển các thị nữ trong cung, có quyền hành lớn. Mục Đề Bà nghe mấy câu kia bèn mách với mẹ. Bà này bèn mời Tổ Đĩnh tới bàn cách đối phó. Ba người đem việc này tâu với Cao Vĩ, nói: "Nhà Hậu Luật Quang mấy đời đều là đại tướng, uy danh lẫy lừng, bài vẻ trên thật đáng sợ." Cao Vĩ chủ trừ chưa quyết. Hôm lâu lại có người bí mật dâng thư, nói lần trước Hậu Luật Quang Tây Trinh trở về, hoàng thượng cho ông ta giải tán binh sĩ, vậy mà ông ta vẫn cứ đem quân về gần kinh thành, mưu đồ làm phản, sau việc chưa thành mới chịu bãi binh. Trong tư sinh của ông ta giống nhiều binh khí, tôi tớ đồng mấy ngàn, thân quyến thường bí mật lui tới, nếu không sớm diệt trừ, hậu quả sẽ khó lường. Nghe nhắc chuyện cũ, Cao Vĩ hoảng sợ, cảm thấy Hậu Luật Quang quả thật đáng ngờ, lo rằng ông ta sắp mưu phản, bèn lập tức cho gọi Tổ Đĩnh tới bàn. Tổ Đĩnh bày kế: Cao Vĩ thưởng cho Hậu Luật Quang một con tuấn mã, đồng thời hẹn rằng hôm sau sẽ cùng ông cưỡi ngựa đi du ngoạn dãy núi phía đông. Hậu Luật Quang được triệu, bèn tới nhận ngựa, bị lừa vào một chỗ và bị giết chết. Vì Lý Khoan hay tin đó, lập tức tâu với vua Bắc Chu cử binh đánh Bắc Tề. Thế là năm Bắc Chu Kiến Đức thứ 6, tức 577, đại quân Bắc Chu cất quân đánh Bắc Tề. Bắc Tề nội chính thối nát, không có tướng giỏi, nhanh chóng bị diệt vong. Tiên tri giả, bất khả thủ ư quỷ thần, bất khả tượng ư sự, bất khả kiểm ư độ, tất thủ ư nhân, chi địch chi tình giả dã. Muốn biết trước tình hình địch, không thể cầu xin quỷ thần, không thể dựa vào ước đoán, không thể dùng độ số vận hành của trời trang sao để kiểm chứng, mà phải dùng người, phải khai thác từ những người nắm được tình hình địch. Khổng Dung khai thác người nắm tình hình, đẹp yên A Khê. Thời Minh, trong những năm hoàng trị, từ năm 1488 đến năm 1505, tả phó đô ngự sử Khổng Dung đảm nhiệm chức tuần phủ Quý Châu. Nghe nói ở Thanh Bình Vệ có một thủ lĩnh bộ lạc Miêu tên gọi A Khê, hoành hành ngang ngược, vô cùng tàn bạo. Khổng Dung bèn hỏi giám quân và các tướng lĩnh có biết A Khê là người như thế nào, thì toàn nghe họ tán dương A Khê. Khổng Dung cho rằng họ nói dối, liền đích thân đến Thanh Bình Vệ xem xét. Tại đó, Khổng Dung tìm một quan quân được tiếng là trung thực, tên gọi Vương Thông. Khổng Dung dùng hậu lễ tiếp đãi, hỏi han Vương Thông về tình hình trong vùng. Vương Thông kể hết mọi sự thực, không hề nhắc đến A Khê. Khổng Dung bèn hỏi thẳng: "Nghe đồn ở đây có tên A Khê vô cùng lợi hại, sao không thấy ông nhắc gì đến hắn?" Vương Thông trầm ngâm không đáp. Khổng Dung dục dã mấy lần, Vương Thông mới thận trọng nói: "Nếu tôi kể ra, ngài trị được hắn thì đó là phúc lớn cho trăm họ. Ngài mà không trị được hắn thì chẳng những ngài mất hết uy tín, mà cả gia quyến chúng tôi cũng đều khó bề sống sót." Khổng Dung cười dục:
Ông cứ nói đi, đừng lo. Phương Thông mới đem mọi chuyện liên quan đến A Khê ra kể lại. Nguyên A Khê là hạng đầu trước mặt ngựa, nhưng lại khôn ngoan mưu mẹo. Hắn coi người trong bộ lạc bằng nửa con mắt. Hắn có một đứa con nuôi tên gọi là A Thích, tức bốc kinh người. Hai tên đó, một có chí, một có dũng, cầu kết với nhau, coi trời bằng vung. Hàng năm, bắt dân tộc Miêu phải đóng góp cho chúng đủ mọi khoản, ai trái lời sẽ bị chúng sát hại. Các thương nhân đi qua vùng này đều bị chúng cho tay chân cướp bóc. Khi quan phủ cho người đi bắt bọn cướp, đều nhờ A Khê trợ giúp, thì hắn đút lót quan phủ rất hậu, rồi bắt một người Miêu ở xó hẻo lánh nào đó, vu cho người ấy ăn cướp mà giao nộp. Người Miêu ở các nơi xa xôi hẻo lánh rất sợ hắn nên phải theo hắn, coi hắn như bạo chúa. Đối với giám quân và tướng lĩnh của triều đình, A Khê năm nào cũng hối lộ rất hậu hĩnh. Có chỗ dựa ấy, A Khê càng mặc sức hoành hành bạo ngược. Hắn còn thường xuyên gây xích mích giữa người Miêu với quan phủ để đôi bên làm hại nhau, hắn ở giữa thủ lợi. Nghe đến đây, Khổng Dung hỏi, A Khê câu kết với quan phủ, kẻ thay mặt hắn hối lộ với quan phủ là ai? Vương Thông đáp, có hai tên, một là Vương Tăng, một là Tổng Kỳ Trần Thụy. Ngài khống chế được hai tên ấy thì mới thành công được. Hôm sau, các tướng tá tới yết kiến, Khổng Dung nói, tôi muốn chọn một viên quan tuần trong số các vị. Đoàn ông sát từng người, tôi chỉ Vương Tăng, nói, vị này có thể được. Rồi ông tỏ ý bảo Vương Tăng ở lại bàn chuyện riêng. Khi các quan viên đã ra về, Khổng Dung đột ngột hỏi Vương Tăng, ông là một người chỉ huy, cứ sao dám tư thông với bọn đạo tặc? Vương Tăng tái mặt, ấp úng phân bua. Khổng Dung nói, hàng năm, A Khê hối lộ cho quan trên. Người đều bớt xén, nhiều tiền của. Nếu người còn chối cãi, ta sẽ theo luật hình khép người vào tội chết. Vương Tăng nghe vậy vội quỳ xuống van xin. Khổng Dung nói, người an tâm, ta cho phép người lập công chuộc tội, người có thể bắt A Khê đem về đây được không? Vương Tăng nói, A Khê mưu mẹo quỷ quyệt, A Thích dũng mãnh hơn người, phải có trợ thủ mới đối phó nổi. Khổng Dung bảo Vương Tăng đề cử, Vương Tăng đáp tốt nhất là Tổng Kỳ Trần Thụy. Khổng Dung liền bảo Vương Tăng đi gọi Trần Thụy tới ngay. Khổng Dung lại thẩm vấn Trần Thụy hệt như thẩm vấn Vương Tăng. Trần Thụy lén nhìn Vương Tăng. Vương Tăng nói, ngài tuần phủ đã biết hết mọi chuyện rồi, ông cứ thực mà khai. Ngài hứa cho chúng ta lập công chuộc tội, chúng ta phải tận lực bắt A Khê về quy án. Trần Thụy bảo việc đó chẳng dễ làm. Khổng Dung nói, không cần vội. Hai người chỉ cần dụ A Khê ra khỏi sơn trại, ta sẽ có cách bắt được hắn. Trần Thụy đành bằng lòng. Người Miêu có phong tục trọi trâu, Vương Tăng và Trần Thụy dựa vào đó bèn nghĩ ra một kế. Họ tìm một con trâu to khỏe và đẹp, buộc ở bên đường, rồi cho hơn 100 quân mai phục ở các lùm cây xung quanh. Bố trí xong đâu đấy, Trần Thụy tiến vào sơn trại gặp A Khê. Đôi bên ngồi uống rượu, đề cập việc trọi trâu. Trần Thụy bèn nói, vừa thấy ở ngoài đường có một con trâu tuyệt vời. A Khê hỏi, nếu đúng như ngài kể thì hay lắm, tôi nhất định phải bắt nó đem về đây. Trần Thụy nói, tôi ngó bộ nó không phải là của người vùng này, chỉ sợ khó ép được nó mang vào trại. Đoạn A Khê dắt một con trâu ra đấu thử. A Khê đứng dậy, cùng A Thích cưỡi ngựa lùa một con trâu ra đường. Đến nơi, ngắm con trâu kia, quả nhiên thấy là một con trâu quý. Hai con trâu chuẩn bị tư thế chọi nhau, bỗng có người tới báo, có quan tuần tới. Trần Thụy biết đó chính là Vương Tăng. A Khê thì cười, ông Vương ấy thật khéo mò đầu gối. Trần Thụy nói, quan tuần đến xem xét sơn trại, chúng ta phải theo lệ đón tiếp, huống hồ lại là người quen. A Khê A Thích định phóng ngựa đi đón, Trần Thụy vội nói, đón tiếp quan tuần phải bỏ kiếm lại, kẻo quan trông thấy thì không đúng phép. A Khê A Thích chẳng chút nghi ngại, cởi bao kiếm để lại rồi đi đón Vương Tăng. Nào ngờ Vương Tăng vừa trông thấy đã lớn tiếng trách cứ, ta đến xem xét sơn trại, các người không dọn dẹp nhà khách đón tiếp, lại chạy ra đây làm gì? A Khê A Thích đang định châm chọc Vương Tăng vài câu, bỗng Vương Tăng nổi giận, thét, các người tưởng ta không gô cổ các ngươi được chăng? Tức thì phục binh tràn tới, A Thích tùy sức lực hơn người, tay không cũng đánh ngã hàng chục người, xong cuối cùng lại bị trói gô lại như A Khê. Vương Tăng, Trần Thụy dùng xe áp giải hai tên về Quý Dương, báo tin vui cho Khổng Dung. A Khê A Thích bị xử cực hình trước cửa chợ. Từ đó vùng Thanh Bình Vệ mới trở nên yên ổn. Tần Vương dùng nhiều vàng mua gián điệp diệt trừ Lý Mục. Năm Tần Vương Chính thứ 18, tức năm 229 trước công nguyên,
Tần Vương Doanh Chính lệnh cho đại tướng Vương Tiễn và Dương Đoan chia quân làm hai đạo đi đánh nước Triệu. Vương Tiễn tiến đánh Tỉnh Kinh, tức Tây Tỉnh Kinh Hà Bắc. Tỉnh Kinh lập tức bị vây hãm. Triệu Vương vội cử Võ An Quân Lý Mục, tướng quân Tư Mã Thượng đem hai đạo quân đi chống cự quân Tần. Võ An Quân Lý Mục là vị tướng chứ danh của nước Triệu, tiếp sau Liêm Pha, chuyên lo phòng thủ biên cương phía bắc của nước Triệu, từng đánh thắng Hung Nô, Lâm Hồ, Đông Hồ, giữ yên bờ cõi phương Bắc mười mấy năm liền. Bốn năm về trước, khi nước Tần đánh Triệu, Lý Mục từng chỉ huy quân đội phản công, đánh bại quân Tần ở Phì Hạ, tức Tây Nam Cảo Thành, Hà Bắc. Triệu Vương vô cùng cao hứng nói với Lý Mục: "Thành chí dũng sang toàn không thua gì Bạch Khởi của nước Tần." Nhân đó phong cho tước Võ An Quân. Nhưng lần này gặp lão tướng Vương Tiễn của nước Tần, tuy đôi bên giao chiến nhiều lần, Lý Mục vẫn chưa thắng nổi. Đôi bên giằng co hơn một năm. Lúc này, mưu sĩ của nước Tần được cài ở nước Triệu là Vương Ngao nhận được mật lệnh của Tần Vương hoạt động trở lại. Vương Ngao tới đại doanh của Vương Tiễn, nói: "Theo ý của Tần Vương, xin lão tướng quân viết cho Lý Mục một bức thư cầu hòa, tôi sẽ có cách làm cho hắn thất bại." Vương Tiễn lĩnh hội ý đồ của Tần Vương, sai sứ giả sang doanh trại Lý Mục đề nghị giảng hòa. Lý Mục cũng phái người mang thư trả lời, đồng ý đàm phán. Thế là sứ giả đôi bên cứ qua lại để thương lượng về các điều kiện hòa đàm. Đồng thời, Vương Ngao ở kinh đô nước Triệu khẩn trương hoạt động. Vương Ngao từng kết giao với sủng thần của Triệu Vương là Quách Khai, lúc này đã trở thành một nhân vật quan trọng. Hầu như ngày nào Vương Ngao cũng tới dinh phủ thăm Quách Khai, nay biếu vàng, bạc, mai tặng báu vật. Quách Khai thích cái gì, Vương Ngao nhanh chóng thỏa mãn, trở thành người bạn tâm giao chí cốt. Một hôm Vương Ngao hỏi Quách Khai: "Nước nhà Lâm Huy, có phải có người khuyên Triệu Vương cho mời lão tướng Liêm Pha tái xuất trận cùng Lý Mục chống Tần thì phải?" Quách Khai lắc đầu: "Nước Triệu còn hay mất là một chuyện, tôi với Liêm Pha suốt đời căm ghét nhau, tôi quyết không để cho Liêm Pha có dịp trổ tài." Hôm sau, Vương Ngao lại tới phủ Quách Khai bí mật dỉ tai. Lý Mục lén lút bàn tính với Vương Tiễn, hẹn nhau sau khi diệt Triệu sẽ cho Lý Mục làm đại vương. Quách Khai thấy đây là cơ hội để được thưởng công, bèn tâu ngay với Triệu Vương. Nhà vua tỏ ý nghi ngờ, Quách Khai đề nghị cho người đi quan sát. Triệu Vương phái sứ giả tới đại doanh Lý Mục, quả nhiên thấy giữa Lý Mục và Vương Tiễn thường có thư tín qua lại với nhau. Triệu Vương nghĩ thầm: "Lý Mục phòng thủ biên cương bao năm, từng đánh bại kẻ địch xâm phạm biên cương mười mấy lần. Sao lần này không đánh đổi vài vạn binh mã của Vương Tiễn, thì ra hắn nuôi ý đồ làm phản." Bèn phái sứ giả đến truyền lệnh cho Lý Mục: "Thăng Triệu xong, làm đại tướng thay Lý Mục chỉ huy quân đội." Lý Mục thở dài: "Đúng là ta lại phải như Liêm Pha." Ông biết Triệu Song hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Tiễn nên không chịu trao quyền mà đòi ý kiến nhà vua. Sứ giả vốn là tay chân của Quách Khai, bèn hạ lệnh Lý Mục phải bàn giao ngay quyền lực. Lý Mục buộc phải rời đại doanh, đêm ấy ở quán trọ uống rượu giải sầu, buồn bã ngẫm nghĩ: "Về gặp nhà vua cũng vô ích, chi bằng ta sang theo nước Ngụy còn hơn." Rồi ông say rượu ngủ lịm. Đúng lúc ấy, Triệu Song sai người tìm bắt Lý Mục mang về quân doanh giết hại. Năm 228 trước công nguyên, Vương Tiễn biết Lý Mục đã chết, lập tức tiến công. Do thay chủ tướng, tinh thần quân Triệu chán nản, Triệu Song kém cỏi bị tử trận, quân Triệu đại bại. Quân Tần thừa thắng tiến đến kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Phản gián giả, nhân kỳ địch gián nhi dụng chi. Phản gián là sử dụng gián điệp của địch làm gián điệp cho ta. Nhạc Phi dùng phản gián, phế trừ Lưu Dự. Thời Nam Tống, năm Kiến Viêm thứ hai, tức năm 1128, quân Kim tiến đánh phía Nam, vây thành Tế Nam. Chi phủ Tế Nam là Lưu Dự. Bị quân Kim mua chuộc, bèn giết hại tướng phòng thủ là Quan Thắng, một mình lén ra hàng, thành tên giặc bán nước. Năm Kiến Viêm thứ tư, năm 1130, quân Kim trước sau ba lần xâm lược phía Nam, nhưng đều gặp sự chống trả quyết liệt. Thủ lĩnh quân Kim thấy chỉ dùng lực lượng quân sự thì khó tiêu diệt Nam Tống, nên tháng 9 năm đó bèn phong cho Lưu Dự làm hoàng đế bù nhìn của nước Đại Tề, nhằm đem chức tước bổng lộc thật cao để dụ hàng các tướng lĩnh quân Tống. Lưu Dự hàm ơn quân Kim, cam tâm làm chó săn cho giặc, ra sức dụ dỗ, lôi kéo nhiều kẻ bán nước vô liêm sỉ hoạt động tại ven sông Hoài Hà và vùng Tây Kinh Lạc Dương. Đối diện với quân Tống trở thành một chướng ngại lớn cho cuộc kháng chiến chống Kim. Tháng 8 năm 137, Tống Cao Tông không chấp nhận kế hoạch chống Kim của danh tướng Nhạc Phi,
chỉ cho Nhạc Phi đóng quân ở Giang Châu, để nếu hai vùng Giang Chiết bị nguy thì đem binh đi cứu viện. Song Nhạc Phi không bằng lòng với việc đó, ngày đêm tính cách tiến công quân Kim. Nhạc Phi được biết Lưu Dự, Xu Nịnh, đại tướng chiêm hãn của nước Kim là cháu của Kim Thái Tổ, mà con thứ tư của Kim Thái Tổ là Tôn Bật, tức Kim Ngột Thuật, lại rất ghét Lưu Dự. Nhạc Phi cho rằng có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa Tôn Bật và Lưu Dự để trước hết trừ bỏ Lưu Dự. Vừa hay, thuộc hạ bắt được một tên gián điệp của Tôn Bật. Nhạc Phi truyền lệnh giải hắn đến trước trướng. Tên kia phủ phục, run như cầy sấy, không dám ngẩng mặt lên. Nhạc Phi nhìn qua, lập tức quát mắng. Ngươi có phải là Trương Bân đó chăng? Ta sai ngươi đến nước Đại Tề, hẹn với Lưu Dự đánh lừa Tôn Bật. Không ngờ, ngươi đi biệt mất tăm. Vậy ngươi đã làm những gì? Tên kia chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì cả, chỉ sợ bị giết, nên ấp úng chưa biết trả lời ra sao. Nhạc Phi lại nói. Ta lại sai người thứ hai đi Đại Tề, Lưu Dự đã đồng ý, mùa đông này sẽ hợp binh với ta, dù Tôn Bật đến Thanh Hà. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại trái lệnh ta mà không gửi thư báo tin gì hết? Tên gián điệp lúc này mới hiểu, Nhạc Phi đã nhận lầm hắn với gã Trương Bân nào đó, bèn nhân đó đưa đẩy, mạo nhận Trương Bân, tối rít van xin. Tội con đáng chết, xin tướng quân tha mạng. Nhạc Phi thấy kế đã ổn, liền viết luôn một phong thư, hẹn cùng Lưu Dự hợp mưu, giết Tôn Bật. Sau đó nhét vào một viên sáp, nói với tên gián điệp. Lần này ta tha chết cho ngươi, ngươi hãy mang thư này đi gặp Lưu Dự, hỏi cho rõ thời hạn, đi mau rồi trở về cho nhanh, không được như lần trước. Và sai lính sạch đùi tên gián điệp, nhét viên sáp bọc thư vào trong, nói. Nhất thiết không được tiết lộ việc cơ mật này. Tên gián điệp cho rằng đã có được tin tình báo quan trọng, vội trở về doanh trại quân Kim, trao viên sáp cho Tôn Bật. Tôn Bật xem xong thư, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Lập tức cho người đem thư ấy phi báo với Kim Hy Tông Hoàng Nhan. Kim Hy Tông nhớ lại cách đây ít hôm, mấy lần có người đến tố giác Lưu Dự và tể tướng Nam Tống Trương Tuấn phái sứ giả qua lại hẹn nhau chống Kim. Huống hồ từ khi quân Kim dựng nước Đại Tề là nhằm để ông vua Bù Nhìn Lưu Dự làm chỗ đệm chống Nam Tống cho quân Kim được nghỉ ngơi. Không ngờ từ đó mấy lần phải viện trợ cho Lưu Dự mà Lưu Dự vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Nghĩ đến đây, Kim Hy Tông liền cho phép Tôn Bật cùng Nguyên Nhan Xương lấy danh nghĩa tiến công Giang Nam, đem quân đến Biện Kinh. Tôn Bật lấy danh nghĩa có việc khẩn cấp, mời Lưu Dự ra ngoài thành thương nghị, nhân đó bắt Lưu Dự mang về giam ở đất Kim. Lưu Dự bị phế truất ngôi vua Bù Nhìn, ngụy quyền Đại Tề, từ đó cáo chung. Tử gián giả, vi cuống sự ư ngoại, lệ ngô gián chi chi, nhi chuyển ư địch gián giã. Tử gián là tạo ra tình báo giả, rồi thông qua gián điệp của ta cài ở bên địch mà chuyển cho gián điệp của địch, khiến kẻ địch bị lừa. Một khi sự việc bại lộ, gián điệp của ta khó bề thoát chết. Lệ Thừa Kỳ hai phen làm tử gián. Năm Tần Nhị Thế thứ 3, năm 7 trước công nguyên, Lưu Bang dẫn đại binh đánh phá Vũ Quan, tiến đến cửa ải cuối cùng ở phía đông kinh đô Hàm Dương của nước Tần là Nhiêu Quan. Nhiêu Quan phía sau dựa vào núi cao, hai bên phía trước vách đá dựng đứng địa thế hiểm trở. Không chiếm được ải này thì khó bề tiến công Hàm Dương. Lưu Bang định điều 2 vạn binh mã để đánh phá Nhiêu Quan. Mưu sĩ Trương Lương can ngăn. Quân Tần hiện còn nhiều lực lượng không thể coi thường. Thần nghe nói tướng giữ ải là một gã đồ tể. Hắn là kẻ tham lợi. Ta nên phái người mang nhiều vàng bạc đến dụ hàng. Lưu Bang nghe có lý bèn mời Quảng Dã Quân Lệ Thực Kỳ tới. Nói. Việc quan trọng này phiền tiên sinh lo dùm mới xong. Lệ Thực Kỳ vâng lệnh. Lưu Bang lại theo kế hoạch của Trương Lương, sai quân đi cắm đầy cờ trên các ngọn núi phía trước Nhiêu Quan để nghi binh. Hôm sau, tướng sĩ quân Tần nhìn thấy khắp các ngọn núi phía trước cắm đầy cờ xí quân Hán, bất giác dùng mình kinh sợ. Chợt có quân bẩm báo. Quân Hán cử sứ thần Lệ Thừa Kỳ đến xin gặp. Tướng giữ ải liền hạ lệnh mời vào. Lệ Thừa Kỳ bày ra vô số vàng bạc châu báu. Tướng Tần thích thú ra mặt, hỏi. Vì sao mà hắn lại hậu đãi ta như vậy? Lệ Thừa Kỳ đáp, chúa công chúng tôi nghe đại danh của tướng công, có chút tặng vật gọi là tỏ lòng tôn kính, muốn khuyên tướng quân vì thiên hạ trừ hại, cùng chúng tôi tiến đánh Hàm Dương. Giả như tướng quân không đáp ứng thì tôi đành đem tặng vật trở về, ngoài kia sẵn có mấy chục vạn tinh binh đợi lệnh, chúa công chúng tôi làm theo phép, tiên lễ hậu binh. Tướng Tần luôn miệng đồng ý, nguyện dẫn đường quân Hán tiến công Hàm Dương. Lệ Thừa Kỳ lập tức cáo từ trở về, Lưu Bang cảm mừng, bảo Lệ Thừa Kỳ sang Nhiêu Quan. Ước hẹn phối hợp với tướng Tần. Lúc này Trương Lương ngồi bên liền nói, không được. Lưu Bang ngạc nhiên. Trương Lương nói,
hiện tại chỉ có một mình tướng Tần đồng ý hàng, lỡ sĩ tốt không tuân lệnh y thì rất nguy hiểm. Lưu Bang trầm ngâm một lát, hỏi, vậy phải làm sao? Trương Lương đáp, thừa cơ quân địch chuẩn bị minh ước, không đề phòng, ta bất ngờ tập kích thì nhất định thắng. Thế là Lưu Bang lệnh cho đại tướng Chu Bột dẫn quân vòng ra sâu núi, bí mật tập kích Diêu Quan. Sau khi lệ thừa kỳ ra về, tướng Tần cho phép quân sĩ nghỉ ngơi, an tâm chờ đại diện quân Hán sang lập minh ước. Không ngờ, đột ngột bị một cánh quân Hán từ sau lưng tập kích, lập tức rối loạn. Chu Bột xông thẳng vào doanh trại quân Tần, giết chết tướng Tần còn ngơ ngơ ngác ngác. Chủ tướng bỏ mạng, quân Tần lũ lượt đầu hàng. Lưu Bang dễ dàng chiếm lĩnh Diêu Quan. Năm Hán Cao Tổ thứ 3, năm 204, cuộc chiến ở Trung Nguyên trở nên ác liệt. Lưu Bang lệnh cho Hàn Tín đi đánh nước Tề Vương Điền Quảng. Lê Thừa Kỳ lại muốn lập đại công, bèn khuyên Lưu Bang. Này đã bình định xong Yên, Triệu, chỉ còn nước Tề. Nước Tề đất rộng người đông, lắm mưu nhiều mẹo. Dù đại vương phái mấy vạn binh mã, trong vòng nửa năm cũng chưa chắc đã diệt được. Lưu Bang nghĩ bụng. Đúng thế, Hàn Tín tuy thiện chiến, nhưng đại quân đã bị ta triệu hồi. Binh mã đánh Tề toàn là chiêu mộ ở nước Triệu. Hàn Tín cất quân đi đã lâu mà vẫn chưa có tin gì. Bèn hỏi, tiên sinh có diệu kế gì chăng? Lệ Thực Kỳ đáp, thần xin đem thư của đại vương đi thuyết phục Tề Vương hàng Hán. Lưu Bang nói, được, nhân lúc binh mã của Hàn Tín chưa đến đất Tề, phiền tiên sinh lên đường ngay cho. Thế là Lệ Thực Kỳ một lần nữa đi làm tử gián. Lệ Thực Kỳ đến nước Tề, Tề Vương Điền Quảng đề phòng quân Hán tiến công, đã phái binh đóng ở Lịch Hạ, tích cực phòng thủ. Nghe nói sứ giả Hán xin gặp, cũng muốn nghe xem tình hình thế nào, bèn cho mời vào thành. Lệ Thực Kỳ nói luôn, Hán sở tranh hùng, đại vương có biết kết quả rồi đây sẽ như thế nào chăng? Tề Vương đáp, chẳng biết thiên hạ sẽ theo ai. Lệ Thực Kỳ nói, theo Hán. Tề Vương hỏi, vì sao tiên sinh lại khẳng định như vậy? Lệ Thực Kỳ liền kể việc Hán Vương cùng Hạng Vũ hợp lực đánh Tần, rồi kết luận, Hạng Vũ vô đạo, Hán Vương nhân nghĩa, lòng người khắp thiên hạ hướng về Hán, đó là ý trời. Thấy Tề Vương trầm ngâm, Lệ Thực Kỳ lại tiếp, này Hán Vương thực túc binh cường, nếu đại vương ngả theo Hán Vương thì có thể bảo toàn nước Tề, sự tồn vong của nước Tề đang ở ngay trước mắt. Tề Vương liền hỏi, nếu ta theo Hán, quân Hán có thể tiến đánh hay không? Lệ Thực Kỳ khẳng định, tôi phụng mệnh Hán Vương tới đây, nếu đại vương thành tâm theo Hán, tôi sẽ viết một phong thư. Hàn Tín lập tức dừng binh không tiến. Đoạn lập tức viết thư phái người mang đi gặp Hàn Tín. Tề Vương cả mừng, hạ lệnh rút quân phòng thủ khỏi Lịch Hạ, ngày ngày mở tiệc khoản đãi Lệ Thực Kỳ. Lúc này Hàn Tín tiến về phía đông, dọc đường được tin Lệ Thực Kỳ đã thuyết phục Tề Vương theo Hán, định dừng quân chờ lệnh. Mũ sĩ khoái triệt khuyên, tướng quân phụng mệnh tiến công nước Tề, mà nhà vua lại phái gián điệp bảo Tề Vương đầu hàng, chẳng lẽ nay có lệnh bảo tướng quân dừng lại hay sao? Huống hồ Lệ Thực Kỳ vòn vẹn chỉ dùng mỗi cái lưỡi đã hàng phục được hơn 70 thành nước Tề. Tướng quân chỉ huy mấy vạn quân vào sinh ra tử hơn một năm mới hạ được 50 thành nước Triệu. Hóa ra làm đại tướng bao năm lại chưa bằng công lao của một gã thư sinh hay sao? Hàn Tín nghe có lý, bèn hạ lệnh toàn quân tức thời vượt Hoàng Hà tiến đánh nước Tề. Quân Tề vì đã tuyên bố theo Hán, hoàn toàn không đề phòng. Hàn Tín dễ dàng chiếm Lịch Hạ, rồi tiến nhanh về phía Lâm Chi, kinh đô nước Tề. Tề Vương cho rằng Lệ Thực Kỳ đến để đánh lừa mình, bèn giết Lệ Thực Kỳ rồi bỏ chạy. Lệ Thực Kỳ trung thành với Lưu Bang, cuối cùng thành một tử gián. Sinh gián giả, phản báo giã. Sinh gián là người mà ta đi phái đi thám thính, có thể sống sót trở về báo cáo tình hình địch. Đạt Hề Vũ khôn khéo giả danh do thám doanh trại địch. Thời Nam Bắc Triều, trước và sau năm 535, Bắc Ngụy phân liệt thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. Đông Ngụy đóng đô ở Nghiệp Thành do thừa tướng Cao Hoan khống chế. Tây Ngụy đóng ở Tràng An do thừa tướng Vũ Văn Thái khống chế. Đôi bên đều muốn thôn tính lẫn nhau, đánh nhau liên miên. Năm 537, Cao Hoan đích thân dẫn 20 vạn quân tiến đánh Bổ Luật, một lần nữa tiến công Tây Ngụy. Đồng thời, sai tướng Cao Ngoa Tào dẫn 3 vạn quân xuất phát từ Hà Nam để trợ uy. Bấy giờ đại khu quan Trung mất mùa, thừa tướng Tây Ngụy Vũ Văn Thái điều động quân đội chưa đến kịp. Binh mã nghênh chiến chẳng qua được độ vạn người. Các tướng đều cho rằng ít chẳng địch nổi nhiều. Đề nghị cứ để cho địch tiến sang phía Tây, rồi sau tìm cách đánh chúng. Vũ Văn Thái nói, nếu để cho quân Cao Hoan đến gần Tràng An, lòng người sẽ hoang mang, bất lợi cho quân ta. Nay quân địch từ xa mới đến, ta hoàn toàn có thể đánh bại.
bèn hạ lệnh xuất chiến. Lúc này quân Cao Hoàn đã vượt Hoàng Hà đến gần Vị Hà. Vũ Văn Thái sai Bắc Cầu Nổi trên sông Vị Hà cho khinh kỵ chỉ đem 3 ngày lương vượt qua Vị Hà tới Sa Uyển, Hà Trại, cách quân Cao Hoàn chục dặm. Để trinh sát tình hình địch, Vũ Văn Thái phái Đạt Hề Vũ là quan Huyền Tu Xương đi thám thính doanh trại quân Đông Ngụy. Đạt Hề Vũ, Chí Dũng Dương Toàn chỉ đem theo 3 kỵ binh lên đường. Trời tối thì 4 người đến sát doanh trại quân địch. Đạt Hề Vũ hạ lệnh xuống ngựa, nấp vào chỗ tối. Khẩu lệnh đối thoại của tướng sĩ Đông Ngụy khi vào trại thế nào, Đạt Hề Vũ đều đã nắm được. Thế là 4 người lên ngựa, đến trước đại doanh, đáp đúng khẩu lệnh, rồi nói: "Phụng mệnh thừa tướng đến kiểm tra doanh trại." Quân sĩ cung kính nhường lối cho 4 người tiến vào. Đạt Hề Vũ tự xưng là đội cảnh vệ được lệnh thừa tướng đi tuần tra ban đêm, thế thấy kẻ nào vi phạm quân kỷ đều quả trách hoặc đánh đập. Do vậy, 4 người đi khắp doanh trại mà không bị nghi ngờ. Sau khi dễ dàng trinh sát toàn bộ tình hình địch, Đạt Hề Vũ trở về phi báo với Vũ Văn Thái, nói rằng quân địch tuy đông, nhưng tướng thì kiêu căng khinh địch, lính không giữ nổi quân kỷ, chỉ là một bọn ô hợp, hoàn toàn có thể dùng kế đánh bại. Vũ Văn Thái cảm mừng, trọng thưởng cho nhóm Đạt Hề Vũ. Sau đó Vũ Văn Thái bàn bạc với chư tướng, quyết định tránh vùng đất bằng, chọn vị khúc cách doanh trại 10 dặm về phía tây làm nơi quyết chiến. Lệnh cho tướng sĩ mai phục trong các bãi lau sậy rậm rạp, chỉ để một lực lượng nhỏ quay lưng về phía đông mà bày trận. Hôm sau Cao Hoàn nghe tin quân Tây Ngụy đã tới khiêu chiến, bèn hạ lệnh toàn quân xuất kích. Quân Đông Ngụy kéo đến vị khúc, có tướng can ngăn: "Vùng này nhiều bãi lau sậy bùn sâu, đại quân khó phát huy sức mạnh, chỉ bằng không nên giao chiến, phái tinh binh đi tập kích Tràng An, sau huyệt địch bị đánh, quân địch ở đây tự tan." Lại có tướng hăng hái xin đánh: "Ta đông địch ít, sợ gì không thắng." Cao Hoàn đồng ý hạ lệnh tiến công. Đôi bên giao chiến, quân Tây Ngụy thua chạy. Quân Đông Ngụy thấy đối phương quá yếu ớt, đua nhau tranh công, ào ào tiến lên, chẳng còn đội ngũ gì nữa. Vũ Văn Thái thấy thời cơ đã điểm, liền đích thân gióng trống. Binh sĩ mai phục ở các bãi sậy tràn ra chém giết. Một cánh kỵ binh cũng nhanh chóng xông vào quân địch. Quân Đông Ngụy bị chia cắt làm hai, phần lớn tướng sĩ sa lầy trong bùn, bị chém giết vô số. Cao Hoàn vội thổi tù và lui binh, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Có quân đến báo: "Binh sĩ đều đã bỏ trốn, ở đại doanh chẳng còn ai." Cao Hoàn cả kinh, ngay đêm đó rút quân qua sông. Cao Ngao Tào xuất binh ở Hà Nam, nghe tin Cao Hoàn bại trận cũng vội rút về Lạc Dương. Vũ Văn Thái trở về Tràng An mở tiệc mừng công. Trận này lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt 8 vạn quân Đông Ngụy. Đạt Hề Vũ gan dạ vào doanh trại địch trinh sát, có công lớn, được phong tước Cao Dương quận công. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, kho sách này.com.vn đã gửi tới quý thính giả nội dung thiên 13 dụng gián của cuốn sách này. Kho sách này.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của thiên 13 này trong phần sau.